mà mình lựa một con cá còn sống như thế này chưa phi lê mà nó tươi á, thì đầu tiên nó là nửa cái phần lưng trên này nó phải màu đen và nó có cái độ sáng sáng ống như thế này. Phần dưới bụng của nó, phần dưới bụng của nó thì vảy nó trắng sáng và có độ ống ánh khi mà mình nhìn nghiêng. Và các bạn nhìn nghiêng sẽ thấy được cái độ ống bạc của nó. Phần nửa bụng dưới bụng cá thì sẽ là màu trắng. Khi mà cá cũ á, thì cái vảy trên này nó dần dần chuyển sang màu trắng. Nó bạc như cái bụng nhưng mà nó không có độ ống ánh. Còn ở đây thì cái màu trắng của bụng cá bạn sẽ nhìn thấy cái độ ống ánh khi mà bạn nhìn ra nắng được. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy cái sự ống ánh của cái phần vảy đuôi, phần bụng và phần lưng cũng vậy. Thì đấy là phần mắt mình nhìn ở cái phần thân. Và bắt đầu bạn nhìn ở cái phần đầu thì phần đầu nó không có bị vỡ do va đập hay trầy xước gì hết. Và mặt nó sáng, đầu nó bóng, mặt nó sáng, mắt của nó trong. Bạn có thể đưa tay thì bạn không cảm thấy nó bị lúng cái mắt cá xuống. Nó sẽ trả lại ngay vị trí cũ. Khi mà mình nhấn thế này mình trả lại thì nó không hề bị gì hết. Đó. Và phần mang cá thì phải đỏ. Phần mang cá thì phải đỏ như thế này. Đó. Và khi mà cái độ nhầy nhớt như thế này á, mà nó càng nhiều thì con cá nó càng có cái độ tươi của nó đó. Thì bạn sẽ thấy cái sự nhầy nhớt nó nhiều. Phần bụng cá thì đã được bên nhà phân phối người ta làm sạch ngay khi trước khi người ta đóng thùng về tại Việt Nam. Thì người ta đã lấy sạch hết để cái phần ruột cá nó không vỡ ra và gây nhiễm khuẩn cho phần bụng cá. Kế tiếp á, thì mình sẽ cảm nhận bằng tay của mình để mình đảm bảo được cái thịt cá nó không bị vỡ, bị dập. Thì mình sẽ vuốt giống như là khi mà mình đưa tay mình vuốt trên cái đùi của mình vậy. Và các bạn sẽ cảm nhận được là nó trẻ lại ngay lập tức nè. Đây, bạn sẽ cảm thấy là mình đang đè nó xuống và nó trẻ lại ngay lập tức. Nó không hề bị lún xuống. Nó giống như thịt tươi trên đùi của mình vậy. Thì mình vuốt hết, mình sẽ cảm nhận được là nó không có, cái tay mình nó không có bị khực lại, tức là nó không có một phần thịt nào bị dập. Thì khi bạn xẻ ra con cá nó mới đều, thịt cá không bị dập, không bị vỡ thịt cá ha. Và đây, không hề bị dập. Đấy là những cái cách mà mình lựa được cá tươi. Nhưng mà để mà mình đảm bảo được cá mới á, thì cái thùng này là nó nguyên